Chào mừng các bạn đã trở lại với điểm tin công nghệ của Hack Channel. Và hôm nay chúng ta sẽ có tin tức sau đây. Xiaomi Black Shark sẽ ra mắt vào ngày 23 tháng 3. Black Shark là dòng smartphone gaming của Xiaomi, luôn được biết đến với thiết kế mạnh mẽ, hiệu năng ấn tượng và khả năng tối ưu các trò chơi, game thủ rất tốt. Sản phẩm này sắp sửa cho ra mắt thế hệ thứ tư của mình với tên gọi là Black Shark 4. Theo thông tin chính thức, chiếc máy này sẽ được giới thiệu vào lúc 15 giờ giờ địa phương vào ngày 23 tháng 3 tại Trung Quốc. Poster chính thức của Xiaomi Black Shark 4 không đề cập tới thông số kỹ thuật hay cấu hình của máy. Tuy nhiên, những nguồn tin rò rỉ trước đây trên Google Play Console, CNA và 3C thì chiếc máy này có model là KRS-A0 và nó sẽ sử dụng chip mạnh nhất của Qualcomm, đó là Snapdragon 888. Khả năng cao thiết bị này có tên là Black Shark 4 Pro. Bên cạnh đó, một biến thể khác có model là PSR-A0 sử dụng V-Series Qualcomm Snapdragon 870 và sẽ là chiếc Black Shark 4. Bộ đôi Black Shark 4 và 4 Pro đều được trang bị màn hình là 6,67 inch, hỗ trợ tần số quét là 144Hz. Độ phân giải màn hình sẽ là Full HD+. Tuy nhiên, chưa thể xác định rằng Black Shark 4 Pro sẽ có độ phân giải cao hơn hay không. Black Shark 4 sẽ có viên pin dung lượng là 4500mAh và dự kiến là đi kèm khả năng sạc siêu nhanh là 120W. Tuy nhiên, chưa có thông tin chính thức về dung lượng RAM của hai phiên bản này. Thông số của OnePlus Watch trước ngày ra mắt. Theo rò rỉ mới nhất, OnePlus Watch sẽ có tùy chọn màu là đen, bạc và có kích thước mặt là 46mm, đi kèm với hàng loạt tính năng theo dõi sức khỏe và thể dục thông thường, bao gồm là phát hiện luyện tập, theo dõi giấc ngủ, nhịp tim, căng thẳng. Nó cũng được tích hợp cảm biến SpO2 để đo nồng độ oxy trong máu. Bên cạnh đó, đồng hồ thông minh này có khả năng chống bụi và nước là IP68. OnePlus Watch cũng sẽ hiển thị thông báo từ thiết bị được kết nối và cho phép bạn điều khiển nhạc trên điện thoại thông minh của mình. Nó sẽ đi kèm với 4GB bộ nhớ trong và cũng có thể hoạt động như một điều khiển từ xa cho OnePlus TV. Một nguồn tin rò rỉ khác cũng cho biết nó sẽ được trang bị công nghệ Watch Charge. Nó chỉ cần 20 phút sạc thì người dùng có thể sử dụng trong cả ngày dài. Hiện vẫn chưa rõ chiếc smartwatch này sẽ chạy Wear OS của Google hay là hệ điều hành tùy chỉnh. Những nguồn tin khẳng định thiết bị đeo này sẽ có các biến thể tiêu chuẩn và LTE. Đồng thời, bạn cũng có thể thực hiện và trả lời cuộc gọi thông qua đó. iPad Pro 2021 lộ diện concept mới. So với thế hệ trước, có vẻ như iPad Pro 2021 không có quá nhiều thay đổi về thiết kế, mà chỉ tập trung vào nâng cấp phần cứng ở bên trong. Concept này cho thấy là thân máy khá mỏng. Mặt trước có viền bezel mỏng đều bốn cạnh và cụm camera hình vuông nằm ở góc trên bên trái. Ngoài ra, có vẻ như dòng iPad Pro 2021 vẫn sẽ tiếp tục sử dụng hệ thống nhận diện khuôn mặt Face ID để xác thực sinh trắc học. Tuy nhiên, theo các nguồn tin trước đây, thì có vẻ như model 12.9 inch sẽ chuyển sang sử dụng tấm nền mini LED cho chất lượng tốt hơn. Ở mặt lưng, iPad Pro 2021 vẫn có 500 từ tính để kết nối với phụ kiện như là Smart Keyboard hay là Magic Keyboard. Về phần bên trong, các máy tính bảng này nhiều khả năng sẽ được sử dụng chipset Apple A14X mới được xây dựng trên tiến trình 5 nanomet mạnh mẽ, hứa hẹn cho hiệu năng vượt trội hơn thế hệ trước. Lộ ảnh thực tế của Xiaomi Mi Mix màn hình gập theo trang GSM Arena. Các hình ảnh rò rỉ mới đây cho thấy chiếc smartphone màn hình gập của Xiaomi sẽ thuộc dòng Mi Mix và nó có thiết kế tương tự như là Galaxy Fold hay là Huawei Mate X2. Những hình ảnh hiện tại không cho biết về mặt trước của chiếc Mi Mix này, chỉ tiết lộ là nó có hệ thống 3 camera sau với thiết kế chưa hoàn chỉnh. Cụm camera này có hình chữ nhật khá lớn nằm ở góc trên và bên trái và 3 camera được xếp theo chiều dọc. Ngoài ra, chúng ta còn có logo Mix nằm ở góc dưới cùng bên trái. Điều này có thể khiến các bạn ngạc nhiên bởi vì chiếc điện thoại cuối cùng thuộc dòng Mix là Mi Mix 3 đã được lên kệ từ 2 năm trước. Một số nguồn tin khác còn cho biết Xiaomi có thể sẽ ra mắt chiếc điện thoại này vào cuối năm nay. Và trên đây là những điểm tin công nghệ có trong ngày. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đừng quên nhấn đăng ký kèm theo nút chuông để đón chờ các bản tin tiếp theo nhé.